cái bụng hai em nè, cái bụng ăn cho ăn cơm đi, ăn cơm rồi gì vậy à? Chào con mẹ, cha quay chút xíu à. Con làm gì hả? À, khoe đèn pin nữa hả? Rồi cha thấy rồi. Ai mua đèn pin cho con nữa? Ông ngoại, giống về giống mua đèn pin ông ngoại á. Con mua làm gì? Con mua để xịt con rắn rết chị đó. À, con mua để xịt rắn rết chị đó hả? Tối con có đi ra ngoài sân đâu mà sợ mà phải mua xịt. Cũng có đèn pin luôn. Ừ, cha là tối là cha phải xịt. Tại vì cha đi ở ngoài vườn á. Ừ, ngoài vườn có ma không? Có con rắn. Con rắn rồi chơi trượt. Thành con rắn rồi chơi trượt. Có lấy con dao không? Không, cha Trường đuổi nó đi luôn. Ừ, rồi chơi trượt đi vô hả? Ừ, cha đuổi nó xong rồi cha đi vô à. Còn giờ con rắn mối. Con rắn mối nó đâu có làm gì mình đâu. Con rắn mối nó có cái tí hả? Ừ, nó đâu có làm gì mình đâu. Nó có làm gì mình. Rồi chờ cha quay con nha. Ông giúp ông già mày ơi, bữa tối ngoài Bắc, bữa tối ngoài Bắc. Giờ bắt rắn mối hả? Ừ, tối hôm qua ba bắt rắn mối. Rắn con rắn lục. Con rắn lục nó bò xanh lét ghê lắm. Con thấy không? Dạ ngoại ơi. Bữa trưa gì hai với chị Bình qua á. Giúp bó chị Bình với chị cái gì hai đi rồi thấy con rắn. Thấy ở đâu? Ở đâu lận? Con có màu gì? Giờ con trắng màu xanh. Ồ, ghê quá. Ồ, trắng rắn lục phải không? Con rắn lục á. Ồ, ghê quá vậy. Con được có gờ đó nha. Rồi con... Dạ. Ừ. Con có đèn pin xịt nó mà. Có đèn pin xịt nữa. Lợi hại quá, đèn pin của con lợi hại quá. Hay là tối nay cho cha mượn cái đèn pin cái cha đi ngủ ở ngoài giường á, coi cha xịt con rắn coi, được không? Được. Ừ, nhưng mà cha có đèn pin lớn rồi mà. Cha lấy hai cái được không? Hai cái của dương về cho trường mượn của ngoại. Cho một trường mượn của ngoại hả? Ừ. Rồi nè. Rồi con nút đi, rồi con chào ông bà đi. Chào ông bà gì vậy? Quay gì? Là con cha đang quay nè, nãy giờ cha quay nè, thấy không? Đi, rồi vừa con thấy con gắn rít rồi. Giờ con quay không, cha đang quay phim á chứ không phải quay kia. Rồi chào ông bà đi. Rồi chào ông bà cô chú coi. Chào ông bà cô chú. Ai nữa? Chào anh chị. Ai nữa? Cái miệng nhai cơm, vừa nhai cơm vừa nói chuyện không có duyên ha. Nuốt lẹ đi. Lẹ đi. Ông ngoại ơi, ông ngoại của con về con quay con gái chút. Ừ. Lẹ đi. Anh lẹ đi. Giờ con quay, đèn pin như vậy. Mày hả lắm. Con lẹ đi. Rồi giờ con trả lời nè, con mấy tuổi rồi nói cho khán giả nghe nè. Dạ con 3 tuổi. 3 tuổi gì mà già dữ vậy? Phải không? Phải 3 tuổi không? Phải. Con 3 tuổi hay 4 tuổi? 4 tuổi. Mới 3 tuổi à? 3 tuổi hả? Ừ. Con mới 3 tuổi. Rồi con học lớp mấy ta? Con học lớp trời. Mới học lớp trời hả? Rồi hổm giờ sao không đi học? Dạy cha mới bước cho con đi học. Dạy cha mới bước cho con. Nãy cha mới con nghỉ học mà. Hồi nãy cha nói con nghỉ học à? Ngày mai là cô đi họp. Cô của con bận đi họp thì cho con nghỉ học ngày mai á, chịu không? Mà cha nghe nói là mai ông ngoại chở con đi uống cà phê hay gì ạ? Cha ơi, nhìn này ba. Dạ không máy bay đi, không máy bay đi, không biết tin nói chứ. Bóc bóc ngoài đi ra. Cắm đầu đâu?
Rồi rồi ngày mai nè, cha hỏi nè, cha hỏi nè, ngày mai ông ngoại. Đi. Anh hai chứ tôm gì? Đâu. Đi hỏi. Ngày mai ông ngoại chở con đi uống cà phê hay gì ạ? À? Coi chừng nha. Uống cà phê xong đi đâu nữa? Uống cà phê xong xong đi học. Uống cà phê xong đi học à? Thì con cũng có chịu không? Có chịu đi không? Hả? Mai nghỉ học à? Thì cha cũng nói con nghỉ học mà, thiệt mà. Anh gì, con anh gì hả? À? Nói cho ông bà nghe coi. Dạ, con anh tin heo. Ôi trời trời ơi, sướng quá trời. Sướng nghe. Đã thiệt chứ. Cha đói bụng quá à. Cha đói bụng quá. Anh cha cho ăn cơm của con hả? Ừ, cha tiếng Anh của con á. Có cho không? Cha trường tính ăn hết hay gì? Không, cha ăn nữa thôi. Không hả? Cha ăn một miếng thôi. Ủa sao kỳ vậy? Chút xíu với cha xong. Chừng nào mẹ kêu cha xuống ăn cơm rồi cha xuống ăn cơm. Nhưng mà giờ cha đói bụng rồi, mẹ còn đi tắm nữa, lâu lắm. Giờ cha đói bụng, cha muốn ăn của ri được không? Không được hả? À, ngủ nha. Giờ cha đói quá trời rồi sao ta? Hay là cha ăn nửa chén thôi? Không được hả? Làm sao ta? Giờ đói quá rồi, giờ không biết làm sao nữa chứ. Hết rồi hả? Trời. Con Anh ơi, lẹ. Chúc nha. Chúc ơi. Uống nước ít thôi. Ừ, rồi anh chúc. Dạ, con dục ra nó không có dằn nước được. Ừ, dục ra nó không có dằn nước luôn. Con giờ con dục cho dục bạn là coi cho dục bạn là nó gì nó ra nước. Nước nó dằn ra phải không? Nó gan ra tới nệm luôn. Ồ. Trời ơi, ho quá trời ho rồi quý vị khán giả. Cherry ho nhiều quá này. Con ho nhiều vậy rồi cũng bệnh luôn rồi. Con ừ thì con ho bệnh đúng rồi, cha có nói gì đâu. Sao mà bệnh đi học cái bệnh hoài luôn á, ở trên lớp ăn gì kỳ vậy? Bởi nó chưa mua trứng, mà giờ hỏi là trứng trứng. Cháo chứ trứng không hả? Trời ơi. Bởi vì trứng nhỏ ngán mẹ nó lậu. Thì con có thích ăn trứng không? Dạ thích. À thích hả? À, thích thì được. Vậy ngày mai lên trường ăn trứng nha. Nhưng mà con mãi cha mới bị bệnh à. À con bệnh hả? Bệnh là ngày mai nghỉ hả? Con bị ho. Hả? Hả? Con ho nhiều. Con ho nhiều hả? Ho nhiều làm sao đi uống cà phê được? Ho là không đi uống cà phê được rồi đó. Sao? Chạy con đi mua đồ chơi để xài. Mua đồ chơi hả? Tiền đâu con mua? Trời ơi, mới mua đèn pin đó, giờ đi mua đồ chơi nữa rồi sao? Tiền đâu mà chịu nổi? Ông giờ bà cô chú rồi, giờ còn ở đó không? Hả? Ông bà cô chú còn ở đó. Ông bà cô chú còn ở đó không ha? Có này còn nè. Đó. Không, cái này ông bà cô chú đang còn trong này á. Là con nói gì nói đi. Dạ. Ông bà cô chú trong mày hả? Ừ, đang trong máy á. Đang trong máy hả? Ừ. Con nói gì? Con muốn nói dạ gì? Dạ ơi. Con muốn nói gì với ông bà cô chú? Con tính ông hết luôn. Hả? Con tính ông hết luôn cho được con tới nè. Làm gì? Con nuốt đi, nuốt rồi nói. Giờ con tính ăn hết. Con tính ăn hết cho bụng to vậy nè. À, ăn hết để bụng to vậy á hả? À, rồi hiểu rồi. Chừng nào thì kêu cha, rồi cha xuống ăn cơm. Đúng rồi, cha xíu nữa cha mới ăn. Cha mới đi làm về, cha chưa tắm nữa.
Con chưa tắm nữa. Ừ. Mẹ kêu cha đi tắm rồi, rồi cha đi tắm có ăn cơm nha. Đúng rồi. Rồi xíu nữa cha với ông ngoại với bà ngoại với dì Tư với cậu ba với mẹ Quỳnh ngồi ăn thì con có xuống xin cơm ăn nữa không? Dạ. Có nữa hả? Giờ con ăn đây no rồi, xíu nữa xin xin. Không. Có không? Không có. Ừ, không có chứ. Không phải con ăn rồi. Con ăn rồi nhớ xíu nữa đừng có xuống xin nữa nha. Dạ. Ừ. Chứ có đâu mà cha ngồi ăn cái con xuống con xin ăn hoài. Kệ. Bự. Trời ơi, miếng tim ngon quá trời. Nó mỡ quá. Cái gì vậy? Ừ. Trời ơi, ngon quá trời luôn rồi. Giờ nó mạnh lắm á. Dạ. Đâu cha cắn miếng được không? Trời ơi, không cho luôn á hả? Bỏ cái trắng trắng được ăn trắng trắng hả? Bỏ đi. Mở. Bỏ đi. Ủa con ăn mà con không có mời ông bà ăn gì kỳ vậy? Ừ. Ông bà đang ở đây nè. Đâu? Đó, trong máy này nè. Trong máy mà. Ừ, con nói đi. Con mời ông bà chứ mời các bạn chứ mời khán giả làm sao chứ. Con ăn mà con không mời Mọc hết tên sao được? Ừ, dạ con mời khán giả, con mời các anh chị, con mời các cô chú. Ăn gì? Ăn cơm hả? Ừ, dạ con ăn kem heo. con mời tưởng mời ăn cơm mời ăn tim heo thôi à. Ừ. Ừ, em có mở hả? Vậy thôi cha tắt nha. Gì? Chờ cha tắt được chưa? Tắt nha. Tắt là ông bà không thấy con ăn nữa. Lấy mở cha. Đâu đâu bữa nay con không đi học, con ở nhà con làm gì kể nghe coi, nghe chơi coi. Gì? Gì ơi? Đi. Dạ. Bữa nay con không có đi học, con ở nhà con làm gì? Con ở nhà mãi cha má con nghỉ học mà. Thì cha biết rồi, nhắc hoài à. Nhưng mà ngày hôm nay nè, hôm nay con ở nhà làm gì? Dạ. Hôm nay con ở nhà con làm gì? Cơm. Ăn cơm, đi làm gì nữa? Rồi ăn xong rồi con ngồi chút thôi. Ừ, rồi làm gì nữa? Ông ngoại kêu trả thì con trả. Trả xong rồi có cười không? Có. Cười sao đâu? Trả nên gọi là cười vậy phải không? Nhớ nha. Cười vậy đó hả? Nè. Ủa, ở nhà vậy là chỉ có ăn với coi điện thoại thôi chứ con không có phụ, không có làm gì hả? Có phụ làm sao làm gì không? Ông ngoại mua chỉ con trong xong rồi con cắt chỉ mà. À con có cách phụ cách chỉ phải không? À vậy là được rồi. Có phụ cách chỉ phải không? Được. Tưởng đâu là con không có chịu làm gì là giờ đâu có được ăn cơm. Đúng không? Đúng không bà Ri? Thôi nè, ăn đi nè. Giờ con tạm biệt khán giả đi, để cha tắt thì... Dạ, con tạm biệt khán giả. Tạm biệt ai? Tạm biệt ông bà, cô chú. Tạm biệt ông bà, cô chú. Ai nữa? Chào các anh chị. Bye bye. Bye bye. Mà không chào anh bạn nữa hả? Không có anh bạn hả ta?